Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang trở lại với chương trình tin tức công nghệ của với anh Tuấn ngày hôm nay và tiếp tục với những sản phẩm công nghệ và với vòng quay công nghệ không lúc nào ngừng nghỉ cả thì cứ mỗi phút cứ mỗi tiếng đồng hồ à, ở ngay tại Hoa Kỳ này và cả thế giới nói chung thì lại có những phát kiến công nghệ mới nhất và đây là những chiếc hình ảnh mà cho quý vị thấy đây là thiết bị khá là lạ lắm và chỉ là một cái mẫu thử nghiệm để cho chúng ta biết được là những cái thiết kế công nghệ sẽ có mặt trong tương lai như thế nào à, Đây là sản phẩm có tên là HoloVex Thưa quý vị, cái tên tiếng Anh của sản phẩm HoloVex đó là Hologram Holographic Vector Display, tức là hệ thống phản chiếu à, những cái hình thù hologram bằng đèn LED Tác giả của hệ thống này đó là anh James Ruiz Avila nói rằng đây sẽ là một hệ thống hiển thị hình giao thoa laser để bàn đầu tiên trên toàn thế giới như hình ảnh quý vị đang thấy sẽ là một cái giải thích mà dễ dàng nhất để chúng ta hiểu được là sản phẩm này dành cho việc gì cho dù hình ảnh hiển thị đúng với mô tả của một hình ảnh ba chiều nhưng nó không phải là một hình ảnh hologram giống như mọi người lầm tưởng chúng chỉ là hình ảnh ba chiều được chiếu lên không khí tức là những cái cây đèn laser sẽ được phát ra từ một cái tụ điểm ánh sáng để rồi sau đó một thiết bị khác sẽ bắn ngược lại những cái đèn laser khác vào không khí và tạo ra những hình thù rất là quá dị ở đây nó là bằng không khí quý vị nhé không phải là bằng một vật thể tức là khi quý vị chạm vào thì nó sẽ là trong suốt à, hay một cách giải thích khác đây là hình ảnh ba chiều của một sản phẩm hay một vật thể nào đó nhưng mà nhiều người sẽ đặt một câu hỏi sản phẩm sẽ chiếu lên được những hình ảnh gì câu trả lời đó là sẽ được chiếu lên bởi tất cả những hình ảnh mà quý vị có thể vượt có thể được vẽ ra bây giờ là sẽ là những hình lập thể nhưng trong tương lai sẽ là hình của chính chân dung của chúng ta hay một vật thể nào đó không được xác định và câu thêm một câu trả lời nữa là liệu sản phẩm này nó sẽ hữu dụng như thế nào trong cuộc sống câu trả lời của bên phía những nhà sáng lập viên người ta nói hiện tại bây giờ nó chỉ là một cái bản thử nghiệm để cho mọi người biết được là trong tương lai đó những hình ảnh ba chiều sẽ gắn bó với chúng ta trong cuộc sống dễ dàng như thế nào nhưng bây giờ À, nó sẽ gắn bó tại các khu trường đại học để được nghiên cứu cũng như là được phát triển thêm với cái giá bán con số con thể lên tới 1.800 đô la mà cái công việc mà cái lợi ích của nó chỉ là chiếu lên một vật thể ba chiều mà thôi trong giống như là những bộ phim viễn tưởng thì với con số 1.800 đô la thì con số hoàn toàn à, rất là mắc thưa quý vị không hề rẻ tuy nhiên đối với những ai mà yêu thích những môn công nghệ và cũng như muốn sưu tập những sản phẩm mới thì cho dù là 10.800 đô la thì họ cũng có thể sở hữu một trong những sản phẩm này à, theo như các nhà sáng lập viên á thì họ nói bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được những sản phẩm này cả và nó hoàn toàn trong suốt không gây hại cho chính con người bởi vì đây là sự giao thoa hình ảnh của hai vật thể là đèn laser khác nhau quý vị nhé và cũng như một bản tin tiếp theo sẽ là dành cho những quý vị nào mà đang có những cái sản phẩm là những cái sản phẩm à, những cái case của những chiếc iphone ví dụ như quý vị đang thấy đây là một trong những cái chiếc case mà chiếc case tức là cái vỏ bao bọc bề ngoài của những chiếc iphone của tuấn nó đặc biệt hơn chút xíu so với lại những cái case khác bởi vì thứ nhất tất nhiên như thế này à, nếu như cái những cái chiếc case vỏ bảo vệ bằng ngoài nó chỉ đơn giản là một cái vỏ bảo vệ thôi thì đối với cái case mà tuấn đang cầm như thế này đó là một cái hệ thống về pin và cũng giống như là năng lượng luôn bởi vì sao bởi vì với đặc thù công việc mà tuấn đang làm thì nó không có cơ hội để tuấn có thể có thời gian mà trạc pin thì thành thử ra khi mà sử dụng hết cái pin mà ở trong cái sản phẩm này tuấn đang sử dụng thì đây sẽ là một cái viên pin thứ hai để quý vị thầy sử dụng hơn nữa và nó có thể là double tức là gấp đôi cái lượng pin trong iPhone đó là lý do mà rất ít quý vị khán thính giả thấy Tuấn chạc pin cho dù ở trong nhà hay ở ngoài đường và cái điều quan trọng hơn nữa đó một ngày Tuấn chỉ chạc pin chỉ một lần mà thôi và sử dụng liên tục nhưng cái điều mà chúng ta nhắc tới ở đây thưa quý vị khán thính giả đó là một sản phẩm công nghệ mới Thực sự ra thì đã được ra mắt cách đây một vài ngày, à, có thể nói là năm ngoái. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là một trong những cái ý tưởng đưa ra sẽ giúp cho quý vị không cần phải chạc pin bằng điện nữa mà chạc pin bằng hình thức quay tay. Đây là cái sản phẩm có tên là Crane Key. Như quý vị thấy, điểm đặc biệt của sản phẩm này đó là ngoài cái miếng ốp lưng, ngoài cái bao bọc thì nó có một cái gọi là cái cái đế ở đây. Cái đế của sản phẩm này nó đóng vai trò giống như là một cái hệ thống làm điện bằng quay tay ví dụ như vậy có thể tưởng tượng ra nếu như chúng ta lạc ở trong cái đảo hoang chẳng hạn hay là đi cắm trại đi camping nhưng ở đó không có điện làm thế nào để chúng ta có thể chặt điện được câu trả lời đó là crank case tức là chúng ta sử dụng bằng hình thức cứ cầm cái cây này cứ cầm cái à, tay nắm này mà quay 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 đều, quay đều quay đều quay đều thì nó sẽ có điện cho chúng ta sử dụng À, và ngoài ra đó, quý vị muốn chặt bằng điện thì cũng có lỗ cắm cho quý vị luôn. Nói chung là coi như quý vị muốn cái gì thì cũng có cái đó cả. À, nhiều người sẽ nói ra là à, cái năng lượng tạo ra cung cấp cho iPhone được bao nhiêu. Quý vị được bao nhiêu lần sử dụng. Theo như bản thiết kế của à, sản phẩm thì họ nói rằng lượng điện mà có thể tái tạo sử dụng lại cho chiếc điện thoại iPhone sử dụng bằng can đó là 500 mA tức là nó bằng khoảng 1 phần tư hoặc một nửa những cái chiếc sản phẩm iPhone mà quý vị có thể sử dụng năng lượng có thể được tạo ra và có thể sử dụng cho quý vị thêm một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ tùy theo cái mục đích của quý vị sử dụng như thế nào thực sự ra đó đây là cái sản phẩm mà theo tuấn nó chỉ là cho vui thứ hai nó chỉ là sản phẩm để cứu cánh nếu như chúng ta bị lạc vào ở một khu vực nào đó không có điện mà thôi à, tại vì nếu như quý vị muốn mua quý vị sẽ trả một cái giá rất mắc nhưng chưa chắc có tiền thì quý vị mua được bởi vì đây là trang chủ của cái gọi là sản phẩm grand Cage thưa quý vị của công ty amp Wear. À, thực sự ra đó sản phẩm có 3 loại khác nhau Shadow Sport and Ranger tất cả những sản phẩm sẽ có giá từ 89 đô la còn số khá mắc quý vị nhé nhưng tất cả đều show out show out and show out tức là không còn để bán nữa nhưng mà quý vị muốn vững muốn sở hữu một trong những sản phẩm này quý vị có thể lên trên eBay Amazon bởi vì đó vẫn có một số những người đang sử dụng người ta muốn bán lại và người ta có thể lưu trữ, người ta có thể giữ được rất nhiều những sản phẩm này. Quý vị cứ lên trên Amazon và eBay để tìm hiểu và mua nếu như quý vị muốn sử dụng quý vị mình nhé. Và hiện tại bây giờ quý vị có thể tưởng tượng được ra đó là ở ngay tại các diễn đàn quốc tế đang diễn ra cái hội trợ triển lãm về công nghệ có tên là Computer Tech thì đây là sản phẩm của một trong những cái hãng công nghệ ở bên Âu Châu họ đã giới thiệu ra cái sản phẩm có tên là Winbot, Winbot như quý vị đang thấy ở trên màn hình. Đây là sản phẩm như thế nào? Không chỉ là một chiếc thùng máy với thiết kế đẹp, mắt theo hình dạng một con robot và hay nó trông giống như là một cái con tàu vũ trụ từ ngoài ngoài hành tinh hơn. À, chiếc thùng này được tích hợp các thiết bị thông minh, nhận diện được những hình ảnh cử chỉ điều kiện và những cái điều khiển trên cơ thể người dùng để thực hiện các chuyển động như xoay qua, xoay lại theo dõi người dùng. Đồng thời nó còn có thể được liên kết với chiếc loa thông minh Echo của Amazon, tận dụng lợi thế từ trợ lý ảo Alexa để nhận diện của người dùng bằng giọng nói và thực hiện những thao tác tương ứng cái điều đặc biệt của con robot Winbot này. Đó là người ta nói là nó chỉ được cái mã bên ngoài mà thôi. Bởi vì Winbot cái mục đích chính để sử dụng đó là để chụp ảnh à, kỳ lạ cái vị thấy không cái mục đích chính của nó là để chụp ảnh nhưng được trang trí giống như là một người ngoài hành tinh vậy đó làm cho bên phía những người khách hàng rất tò mò và người ta đến xem cái quầy triển lãm này rất nhiều thậm chí họ còn thử nghiệm nữa họ ra lệnh bằng giọng nói ví dụ như quý vị đứng trước con robot quý vị nói xoay trái, xoay phải, xoay tới, xoay lui thì à, Winbot sẽ xoay di chuyển theo cái lời nói của quý vị. Ngoài ra, cái điều đặc biệt là nó có hệ thống chống rung quang học để chụp những bức ảnh quan trọng nhất. Hiện tại bây giờ những cái à, thiết kế và những cái thông tin mà bên phía các cơ quan báo chí đưa ra chỉ cho biết Winbot là thiết bị để chụp ảnh rất đẹp mà thôi. Còn những sản phẩm khác và những ứng dụng trong tương lai chắc chắn sẽ được bên giới công nghệ người ta sẽ bắt đầu tìm hiểu và sẽ phát triển Winbox hơn nữa. Với thời lượng nửa tiếng của chương trình thì anh Tuấn hy vọng là quý vị biết được những sản phẩm công nghệ mới ra và mới nhất trong những ngày tháng vừa qua. Để chúng ta cùng biết xem nguồn quay công nghệ vẫn sẽ hoạt động, vẫn đã hoạt động và đón xem chương trình anh Tuấn cùng với những tin tức công nghệ vào mỗi ngày trong tuần và xem lại ở trên các trang mạng xã hội quý vị nhé. Kính chào tất cả quý vị khán thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tin tức công nghệ tuần sau. Xin chào. Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design, đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714 251 2161. Kali Air Conditioning 714 390 8808.